Vũ Hồng xin giới thiệu cho cô chú anh chị bạn đến Vũ Hồng xin giới thiệu đến cô chú anh chị và bạn một căn nhà nằm ở ngay chỗ ngã tư cây da xà ha. Căn nhà này thì địa chỉ là 394/8 đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Nhà có sân để được vài chiếc xe luôn ha. Và nhà thì có kết cấu một trệt với một lầu gồm có 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh ha. Hẻm trước nhà hẻm 4m hướng nam. Và căn nhà này chủ đang chưa bán với mức giá là 3.980.000, giá vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Cô chú anh chị bạn nào đang có nhu cầu tìm mua nhà ở phân khúc này thì hãy gọi cho Vũ Hồng để đi xem nhà nha. Xem toàn bộ cái video quay nhà này thì cô chú anh chị bạn sẽ thấy rõ căn nhà này nó đẹp như thế nào. Giá cả là vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Ngang là gần 6m và dài là 8m rưỡi. Cửa nhà là nhôm chinh pha và kính cường lực. Cửa ngoài là cửa sắt. Nhà thì có ban công rộng rãi, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh ha. Mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên. Nhà nằm gần chợ Phú Lâm, gần chợ cây da xà, gần ngã tư cây da xà, công viên Phú Lâm. Di chuyển vào trung tâm thì cực kỳ gần luôn ha. Cô chú chị bạn hãy liên hệ Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, qua kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha, để đi xem căn nhà này nha. Là Vũ Hồng nói là giá này là vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Cô chú chị bạn đi xem nhà ưng ý thì Vũ Hồng cho gặp chủ để thương lượng thêm nha. Nhà thì tủ bếp trên, tủ bếp dưới đồ đầy đủ hết, quạt hút tranh theo tường rồi, tủ để trưng rượu rồi, salon rồi, phía bên chỗ để tivi, đèn quạt, đèn trang trí, đèn ngủ, đồng hồ, cầu thang tay vịn bằng gỗ mặt đi đá hoa cương. Ở nhà rất đẹp luôn ha. Giá cả là vẫn còn thương lượng nha cô chú anh chị. 3.980.000 là vẫn còn thương lượng ha. Cô chú anh chị bạn nào ưng ý thì mình cứ đến gặp chủ nhà, xong sau đó mình sẽ thương lượng thêm về giá cả nha. Giá cả là chủ nhà còn thương lượng nha cô chú anh chị. Đây là trên lầu nè, một nhà vệ sinh, một cái kho trên nhà vệ sinh và 3 phòng ngủ ở trên lầu ha. 3 phòng ngủ ở trên lầu nha. Phòng ngủ thì đi sẵn đường âm máy lạnh hết rồi đó. Phòng ngủ này thì có cửa sổ, có màn rèm đó. Phòng ngủ thứ ba thì có ban công đó. Quạt thì trang bị sẵn hết rồi ha. Ban công phía ngoài rộng rãi nè. Mái trên là mái ngói đó. 3.980.000 hả cô chú anh chị. Rồi số điện thoại Vũ Hồng 0933 797979. Cô chú anh chị bạn hãy liên lạc để đi xem nhà nha.